Hi, xin chào bạn, mình là Tròn ha. Thì mình và các bạn cùng nhau vớt những cái lô cá con mini ở trong cái tăng này ra để xem coi cái lô cá đợt này mình về nó đẹp như thế nào ha các bạn. Thì sẵn clip này mình trả lời câu hỏi của một anh hỏi mình, có nick là Thiên Bảo, hỏi mình là cái xính lễ của những em này như thế nào. Thì sẵn clip này mình sẽ trả lời luôn. Thì đối với cái lô cá size mini như thế này, size từ 13 cho đến 15cm, sẽ có cái xính lễ là 3 tờ vé số cho một em. Nếu như các bạn muốn lựa theo màu, lựa từng con, hoặc là các bạn tới trực tiếp bên mình lựa từng con theo ý thích, thì sẽ là 3 tờ vé số cho một bé. Còn nếu như các bạn muốn cân ký thì sẽ là vớt ngẫu nhiên. Một ký sẽ gồm 40 cho đến 50 em. Xính lễ cực kỳ là mềm, 80 tờ vé số cho một ký. Một ký sẽ từ 40 cho đến 50 em ha các bạn. Tùy vào cái số lượng kích thước con cá nó lớn hay nhỏ thì nó sẽ dao động từ 40 cho đến 50 bé á. Các bạn có thể thấy được cái lô cá này rất là chất lượng, bao gồm những em trắng đỏ Kohaku, những em bò sữa Siro màu trắng đen, những em Showa màu trắng đỏ đen và những em cọp màu vàng đen cam đen. Đây là cái lô cá koi mini rất là chất lượng, đạt kích thước từ 13 cho đến 15cm. Những cái lô cá gọi là mini, nhưng các bạn phải nhớ là mini nó không có nhỏ hoài đâu, nó sẽ lớn mỗi ngày ha các bạn. Nó sẽ đạt cái kích thước từ 70 cho đến 80cm nếu như các bạn nuôi tốt trong một cái môi trường phát triển thật là tốt. Rồi thì bây giờ mình sẽ thả lại các em nó vào trong hồ ha. Thì bạn nào yêu thích dòng cá con mini như thế này thì cứ liên hệ với mình, cá bên mình giao tất cả các tỉnh thành, ở đâu mình cũng có thể giao và gửi cá cho các bạn được hết. Cảm ơn các bạn.